Vâng, anh em trong buổi sáng đang setup 3 bộ combo đi Phú Xuyên và đi Vĩnh Phúc, Mê Linh Vĩnh Phúc. Vâng, đó là những đôi C15 bản Pro Bass 40. Anh em cũng vừa test xong. Và đây là những con đẩy GSX 600 Pro này, vang KM Bass 60 này. Em đã set sẵn ra đây rồi để chuẩn bị lên đường lắp đặt. Đó, cặp C15 Pro đây ạ. Một bộ C15 Pro, hai bộ G4000. Đây, cặp C15 Pro. Vừa to vừa khỏe vừa nặng, nếu còn hát hay. Ở đây là cặp G4000 này, cặp G4000. Trong buổi sáng em set up 3 bộ để anh em lên đường cho nó kịp thời gian lắp đặt cho các bác. Đây còn đẩy GSX 600 Pro đẩy 2 kênh đây. Mẫu này đẩy này đang hot lắm đây này. Đó, có màn hình hiển thị LCD rất là đẹp và vang KM 360 và những bộ mic đi kèm tương ứng với bộ karaoke. Đó, anh em có nhu cầu về thiết bị âm thanh karaoke gia đình cứ liên hệ với đội ngũ Zika Minh Số nhé. Đó, đây là đóng hộp rất cẩn thận chắc chắn. Ở đây là hiện nay thì những mẫu loa cây được tích hợp hát karaoke rất được lựa chọn rất là nhiều vì nó vừa trưng bày đẹp, vừa giá phù hợp và đặc biệt là hát rất hay, hát không khác gì loa full. Và anh em test rất là kỹ. Cặp G4000, đây là cặp loa quốc dân, giá chỉ có 9 triệu một đôi thôi, rất là rẻ, hay, bảo hành 12 tháng, hàng chính hãng. Đó, sau khi test và đóng hộp cẩn thận thì bây giờ là quá trình di chuyển ra xe. Đây là cặp C15 về với bộ của anh Hoàng ở dưới Phú Xuyên, Hà Nội. Buổi tối ngày hôm qua anh đến tận nơi anh nghe và hai anh em lấy hai bộ liền. Và bây giờ là ngày hôm nay bên em về sớm lắp đặt cho anh Hoàng cặp C15 Pro. Đó, và những con đẩy rời vang rời hiện tại bây giờ đẩy GSX 600 Pro đang được rất nhiều các bác và anh em chọn lựa vì thiết kế rất là đẹp, màu đen tuyền và có màn hình hiển thị LCD rất nổi bật. Đấy, cặp C15 rất nặng luôn ạ. Trên 40 kg. Bộ này là Mr. Thọ sẽ đi lắp hai nhà gần nhau. Anh Hoàng có giọng hát không khác gì Đan Nguyên rất hay. Đây là bộ G4000. Chứ nó còn bộ đi lên Phúc Yên Vĩnh Phúc nữa. Okay. Để ngang ấy, để ngang kiểu kia đấy, để ngang. Ở đây những bộ đẩy rời vang rời đây các bác. Na liệt luôn. Đẩy rời vang rời mic đi kèm. Ở phía trong nhà còn cặp G4000 thì chuẩn bị lên Vĩnh Phúc đây các bác. Đang anh em chuẩn bị cũng đang test đấy ạ. Vừa xinh chưa? Bác và anh em có nhu cầu về thiết bị âm thanh karaoke gia đình những ngày cuối năm như thế này thì hãy liên hệ ngay cho đội ngũ Zika Minh Số nhé. Bên em sẽ hỗ trợ tư vấn hoặc là các bác có thời gian mời đến trực tiếp 133 phố Trường Lâm để nghe cũng như trải nghiệm như anh Hoàng đây ạ, lấy hai bộ liền. Anh Hoàng chờ khoảng tầm tiếng hơn tiếng sẽ đến nơi và bàn giao lắp đặt cho anh nhé. Tại đây xe rồi. Một cơ sở rất là uy tín của các bác tín đồ âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Ở Su Cóc này là hành trình miệt mài trên những chặng đường đấy ạ, Su Cóc.